Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube Tùng Audio Hải Dương, và có rất nhiều bác và anh em đang thắc mắc về cái dòng sản phẩm DBacoustic KM350 Pro, làm sao để ghép lối được với những trang thiết bị âm thanh, đặc biệt là anh em sẽ ghép lối với lưng tiếng và cục đẩy. Hôm nay em sẽ làm một video để hướng dẫn cho anh em cách kết nối đơn giản nhất của một mẫu vang KM350 Pro với một con lưng tiếng và số cục đẩy. Ở đây thì em đang có ba trang thiết bị cơ bản, đầu tiên là con DBacoustic KM350 Pro. Mẫu này đang cực kỳ chạy, rất nhiều anh em hỏi rồi. Và bên Tùng Audio thì đang sẵn hàng với mẫu sản phẩm DBacoustic KM350 Pro này, giá thành cực kỳ hợp lý cho anh em gọi điện trực tiếp. Tiếp theo là em sử dụng luôn một con lưng tiếng của PS Audio V900 để mà ghép nối với một cục đẩy CA9 ở đây, và em sẽ hướng dẫn cho anh em cách ghép nối ở mặt sau. Khi các bác về em nhận hàng về đây, em sẽ xoay luôn cái phần mặt sau bác về nghe, với bộ sản phẩm mà bao gồm lưng tiếng và vang thì anh em sẽ ghép nối như sau, bao gồm chúng ta sẽ sử dụng hai đầu dây ca lông và một đầu hoa sen, hai đầu ca lông và hai đầu hoa sen để chúng ta ghép lối. Đầu tiên thì anh em sẽ ghép lối từ lưng xuống vang và vang xuống cục đẩy. Thì chúng ta cứ lưu ý giúp em là cứ cổng in chúng ta lại cắm vào ao cho em. Ở đây thì anh em thấy chưa? Ở đây trên đó là lưng tiếng và lưng thì anh em sẽ xuống vang. Ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng là hai đầu ca lông. Các bác thấy không ạ? Hai đầu ca lông của lưng tiếng này. Chúng ta sẽ cắm cho em cổng output của channel 1 và output của channel 2 của lưng tiếng, chúng ta nhớ giúp em ạ. Đấy, hai đầu ca lông chúng ta cắm vào lưng tiếng trước, và sau đó thì sẽ hai đầu còn lại là hai đầu dây hoa sen. Đấy, chúng ta sẽ ghép nối trực tiếp xuống vang và chúng ta sẽ lấy qua đường dây hoa sen. Ở đây các bác và anh em nhìn thấy có hai đường VOD hoặc là BGM, chúng ta có thể ghép nối trực tiếp qua hai đường dây hoa sen như này. Chúng ta cắm song song cho em cổng R, cổng L và cổng R, hoặc là chúng ta có thể cắm sang cổng BGM. Đấy, anh em có thể là cắm sang cổng này cũng được, mà anh em cắm sang cổng VOD cũng được. Đấy, các bác em cắm như này giúp em, cứ ở trên channel 1 và channel 2 của lưng tiếng, đó là đường output này, anh em chú ý ở dưới đấy, ký hiệu luôn là output này, chúng ta ghép lối xuống đường input của vang đó, qua đường dây hoa sen các bác nhé. Đấy, qua đường dây hoa sen, nếu như các bác này em sử dụng dây hoa sen. Và tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ sử dụng hai đầu ca lông, một đầu đực và một đầu cái, chúng ta ghép nối với cục đẩy. Thông thường cục đẩy sẽ là phần input rồi. Đấy, cục đẩy thì sẽ là phần input rồi, anh em ghép lối hai đầu dây vào cục đẩy của hai đầu dây ca lông và cục đẩy qua phần input, còn hai đầu còn lại chúng ta sẽ cắm lên vang và phần output. Anh em cứ lưu ý cho em cứ in vào out là anh em sẽ cắm được, và rất là đơn giản thôi. Ở dưới con vang ấy nó sẽ có phần output, anh em nhìn thấy rất nhiều các cổng, anh em có thể cắm cổng RL, SRL, SR hoặc là SL, anh em có thể cắm cổng drive, cổng led đấy. Và chúng ta sẽ cắm, ví dụ anh em cắm SR thì chúng ta phải cắm song song với lại SL. Đây, chúng ta sẽ cắm trực tiếp như này. Đấy, còn hai đầu dây còn lại chúng ta sẽ cắm từ output của vang này, chúng ta cắm xuống input của cục đẩy nhá, input của cục đẩy. Mặt sau của cục đẩy thì sẽ có đầu dây input rồi, có đường input rồi. Anh em chỉ cần cắm vào hai đường input của cục đẩy, kênh A kênh B thôi, là chúng ta đã ghép lối được từ lưng tiếng xuống vang và vang xuống cục đẩy. Như vậy là chúng ta đã nhân lưng được tiếng nhạc, và cái tiếng mic ấy thì vẫn giữ nguyên ở vang. Nên các bác và em không cần phải lưng tiếng mic của vang nữa, là chúng ta chỉ cần chơi vang này thôi, và chúng ta đã có một chất lượng âm thanh vô cùng hiệu quả rồi. Đây là cách ghép nối rất là đơn giản cho bác và anh em. Lưu ý giúp em nhắc lại một lần nữa cho anh em nào đang tham khảo kênh YouTube Tùng Audio về cách đấu lối ghép nối một con vang, không chỉ là mẫu vang KM350 Pro đâu, tất cả mẫu vang anh em có thể ghép lối như này. Chúng ta sẽ cắm hai đầu dây ca lông từ lưng tiếng, hai cổng channel 1, channel 2 thông qua cổng output. Anh em để ý giúp em, output ở dưới là ghi ký hiệu output này, hai đầu dây ca lông. Rồi, tiếp đến là chúng ta sẽ cắm hai đầu dây còn lại là hai đầu dây hoa sen vào input của vang qua cổng VOD hoặc là BGM. Những cái dòng vang khác thì nó sẽ ghi là cổng AUX1 hoặc AUX2 đấy. Và anh em có thể cắm AUX1, AUX2 hay là VOD hoặc BGM cũng được. Đấy, lưu ý giúp em là cắm song song như thế này. Đấy, và chúng ta đã ghép lối được từ lưng tiếng xuống vang, và bây giờ thì chúng ta sẽ ghép lối từ vang xuống cục đẩy và thông qua cổng SR, SL hoặc là cổng RAI và cổng LED. Đấy, trên tất cả con vang hầu như nó sẽ có hai cái cổng này, cổng RAI và cổng LED này. Anh em cắm sang cổng RAI, cổng LED cũng được, mà anh em vang mà chúng ta có thêm cổng SR, SL anh em cắm cũng được, không sao cả. Đấy,
là chúng ta sẽ cắm hai đầu dây còn lại xuống input của cục đẩy ở đây. Đấy, và bây giờ thì chúng ta sẽ cấp đường tín hiệu. Chúng ta sẽ cấp đường tín hiệu vào đâu? Chúng ta sẽ cấp đường tín hiệu trực tiếp vào lưng tiếng các bác nhé. Đường tín hiệu này sẽ là hai đầu dây AV này. Đấy, các bác anh em ghép nối với in. Đấy, có cổng in là đường tín hiệu cấp vào, anh em cấp nhạc vào đây. Và chúng ta sử dụng lưng tiếng xuống vang và cuối cùng là cục đẩy. Và ngay bây giờ thì cùng với em Tùng là xem cách ghép nối này có đúng hay không nhá. Bây giờ thì em sẽ quay luôn và em test trực tiếp cho các bác này nghe thử luôn. Tiếng chất âm của một con DBX KM350 kết hợp với mẫu lưng tiếng PSAV900. Đây là một sự kết hợp khá là lạ nhưng mà rất là thú vị. Nếu như các bác và anh em nào mà có điều kiện y tế thì chúng ta sẽ sử dụng cái dòng lưng tiếng chính hãng của DB nữa thì quá là hợp lý rồi. Những bộ combo của DB thì nó sẽ tạo ra một cái chất lượng thanh hay hơn so với việc anh em sử dụng những trang thiết bị khác, những cái hãng khác. Ví dụ ở đây em đang ghép nối với lại PS Audio. Đấy, để xem là tiếng chất lượng thanh nó có hay hay không. Bây giờ thì cùng với em Tùng thử luôn. Xin phép các bác và anh em một chút trước khi setup, em sẽ bật tất cả các đường tín hiệu lên để các bác và anh em sử dụng. Lưu ý chúng ta, nếu như chúng ta muốn bật trang thiết bị ấy, thì chúng ta sẽ bật đường tín hiệu trước và cuối cùng là công suất. Còn khi chúng ta tắt ấy, thì chúng ta tắt từ phần công suất và cuối cùng là các cái đường tín hiệu. Ok, và như vậy là chúng ta đã ghép nối được rồi. Các bác và anh em thấy tất cả trang thiết bị âm thanh nó đã hiện lên rồi, hiển thị hết rồi. Và bây giờ thì cùng với em Tùng là thử luôn tiếng chất lượng âm thanh của bộ combo sản phẩm này nhá. Nếu như các bác và em đang cần những bộ combo như thế này thì bên Tùng Audio rất nhiều các bạn, và giá thành thì lại cực kỳ hợp lý cho anh em. Và em sẽ lấy tín hiệu qua điện thoại luôn. Đây là cái đường dây AV em vừa mới cắm, em lấy tín hiệu qua điện thoại và em sẽ chuyển input. Em sẽ chuyển input để cấp nhạc vào, chúng ta sẽ lấy thông qua đường input ở đây. Ở lưng tiếng này sẽ có đường input này, em chuyển sang cái đường AUX1, AUX2. Là vừa nãy em đã cắm đường tín hiệu vào đường AUX1, AUX2 rồi. Đây, ok. Và ngay bây giờ thì cùng với em Tùng này thử luôn chất âm của mẫu đấy, em nghe thấy chưa? Tiếng thì nó nhỏ đi đúng không? Và khi chúng ta lại bật lưng tiếng này. Và như vậy là em đã hướng dẫn cho tất cả bác và anh em cách ghép nối một con vang, không chỉ riêng mẫu vang DBX KM350 này, và anh em có thể là sử dụng cái cách kết nối đơn giản như thế này để kết nối hầu hết những trang thiết bị âm thanh, đặc biệt là với vang và lưng tiếng và cục đẩy nhá. Đấy, và các bác và anh em nào còn thắc mắc gì về cách hướng dẫn đầu nối thì ngay bây giờ chúng ta hãy để lại ở dưới phần bình luận video. Em sẽ cố gắng giải đáp tất cả thắc mắc của anh em của và ý kiến đóng góp của tất cả anh em ở dưới phần bình luận video. Và nếu như anh em còn cái thắc mắc gì thì ngay bây giờ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại Tùng Audio là 0979629336 để hưởng được cái tư vấn bên cửa hàng Tùng Audio, cũng như là những cái mức giá thành hợp lý nhất khi các bác và anh em muốn chọn lựa cho mình bộ sản phẩm DBX KM350 Pro với format gia đình. Và video của em xin dừng lại tại đây. Hẹn gặp lại tất cả bác và anh em ở những video tiếp theo của Tùng Audio. Xin chào.